tớ chưa biết Hà Nội này, tớ lên sau cậu mấy hôm mà tớ chưa biết lên là đi đâu cả. Cậu cậu có biết chỗ nào hay hay để đi không? Vào đi đi uống trà sữa. Tiền đéo đâu vào Đinh Ti, tớ mới lên mẹ tớ cho có mỗi 1 triệu. À, thế thì vào nhà nghỉ ngơi. Tay. Tháng năm tháng trường đi lấy vợ rồi anh. Rồi, ok, xin chào bạn tiếp theo. Hello. Em chào anh ạ. Ui giời ơi. Em bao nhiêu tuổi đây? Dạ. Em 18 tuổi. Sinh nhật chưa hay là mới sang năm mới? Tiếp nữa thì sinh nhật anh ạ. Rồi, khi nào mới sinh nhật? Mới tháng nữa thôi. Một tháng nữa thì vẫn là 17, 18 với 17 nó khác nhau nhiều lắm. Đến sau là có chuyện gì? Anh ơi, em đang nói chuyện trực tiếp với anh à? Thế em nói chuyện trong trực tiếp thì em nói chuyện là với cái máy à? Em sợ mà em ganh em ra nói chuyện với anh. Ui giời ơi, thôi con lại mẹ, mẹ vào trong nhà, mẹ xin phép bố mẹ nói chuyện tử tế một cái. Không mai con ăn thì mẹ lên kênh 14 bây giờ. Hả? À, dạ. Ừ. Sao lại ra tận ngoài đường cái này? Mẹ chết rồi. Mẹ đứng đấy nó giật cả người chứ để đấy. Mẹ không thằng nào giật được em đâu. Sau này sẽ có nhiều thằng giật em chứ không phải là một thằng đấy. Em đăng ký để em gửi bài hát đến bạn em. Rồi bạn nào nói cụ thể nhanh xem nào. Bạn khác giới. Mẹ, tuổi mẹ mất thời gian nói cái thằng mẹ nó thật là người yêu thì bạn trai cũng cùng bạn khác giới. Nhưng mà nói bạn thì nó bao trùm nhiều thứ hơn. Rồi rồi. Bạn sẽ, rồi. Bạn đời á, bạn. Trời, bạn đời. Mẹ nhanh lên, cái quái nó đi trên phòng bạn chung giường. Rồi 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 đi ta. Có thằng nào nó tuyết còi kìa, xe máy kìa, để ý có Exciter không? Em ở nhà ạ. Trời ơi, đi mẹ nhanh lên rồi. Ôi, ta đứa khác đi. Chết tôi rồi. Ok, thế một cùng bạn khác giới làm sao? Nói đi thế nào nhanh, thật chưa? Muốn gửi lời yêu thương với bạn ấy. Ui trời ơi, đi học chung hay làm sao, cùng xóm à? Không ạ, hơi xa một tí. Làm sao quen nhau, lại cũng Zalo à? Quen nhau trên Discord ạ. Quen nhau trên Discord, ui trời ơi, nó là dạ. Discord đi. Rồi, thế làm sao lại chơi em game ấy? Em đọc tiếng Anh thần Việt. Rồi, ok, thế quen nhau là bố mẹ có biết không? Sao biết được? Giấu bố mẹ thôi, chơi game mà hay làm sao được Ruby Discord nào đấy và anh xem là có nhiều gái không? Từ Ruby Discord của anh ấy. Ôi tôi chết mẹ rồi, sao cái Ruby Discord của mình nhiều gái thế này mà mình lại đéo để ý, tôi chết tôi rồi. Thế làm sao, thế bây giờ quen thì bạn ấy ở đâu? Ừ, nó ở Nghệ An ạ. Úi xổi, xà thế, Nam Định Nghệ An xà thế, thế nó bao nhiêu tuổi có biết không, đã nhìn thấy mặt thật nó chưa, chỉ nghe giọng của nói của nó thôi. Ừ, rồi chứ. Rồi, thế nhìn nó có đẹp trai không? Đẹp trai. Tối ngủ có thổn thức nhớ về nó không? Không. Không, thế không, cái thổn thức thì sao gửi nhạc cho nó? Thì tại bởi vì em thế này là em muốn làm kiểu trục lỗi với nó. Ôi dồi, trục lỗi, ôi dồi, có lỗi lầm gì lớn lao thế, nói nghe xem nào. Nhiều lắm luôn ý. Nhiều lắm, ôi dồi ôi, chúng mày, thế nó bao nhiêu tuổi rồi? Bằng tuổi ạ? Bằng tuổi cũng 18, ôi dồi ôi, tao hỏi thật đây, không khí không phải. À không, nó còn thua em tuổi. Ôi dồi ôi em ơi, tao nói thật với chúng mày biết, có khi nó còn chưa mắc xịp cơ con ạ. Ôi dồi ôi. Nhưng mà làm sao? Nó sinh năm 2001 và thứ âm. Trời ơi. Trời ơi. Thế là quen nhau thì đã nói lời yêu thương chưa hay là hôm nay mới gửi? Nói rồi nói như thế nào, kể lại xem nào, kể lại cái hôm đấy nào mày, để chú nghe nào. Quen nhau được 6 tháng rồi. 6 tháng, thế là dài hay là ngắn đây này? Nó là cái tầm trung bình. Trung bình. Thế đứa nào tỏ tình trước? Đương nhiên là nó. Nó anh ấy chứ lại nói là yêu thương rồi lại nó. Thế anh ấy đầu tiên à? Ừ, là em không thích đâu. Ừ, biết ngay à, em chưa thích. Ừ. Nhưng mà kiểu nói chuyện nhiều ấy thôi tí. Ừ. Trái tim của mình nó bị dạo dực. Trái tim dạo dực. Ôi trời ơi, làm sao, nó dạo dực làm
có. Ui. Tay được kiểu quãng quãng. Kiểu quãng, ui trời ơi. Thế đã xác định là nút lật để mua vé ra cho nó thăm nó chưa? Chưa. Ui giời ơi địt mẹ. Đợt đại học về bọn em thi lên Hà Nội nè. Ui trời ơi địt mẹ, có thi được không? Thi được. Ui trời ơi địt mẹ, sao mà mới nữa thì trượt thì chỉ có hoát cất thôi con à. Đấy mà cùng nhau thi lên Hà Nội. Trời ơi. Bạn ấy sẽ học trường FPT, còn em học trường kinh tế quốc dân. Úi trời ơi, mẹ, cái trong câu chuyện của chúng mày. Tao nói thật đi, bây giờ mơ cái gì thực tế đi. Ok, thì mẹ giờ này còn thổn thức đi, mẹ 11 giờ rồi, còn cô đây thổn thức cái gì chân tay dạo rực. Đòi cái gì FPT, kinh tế quốc dân, úi trời ơi. Bây giờ làm sao, thế làm sao, thế nó nói làm sao, nó vẽ cái gì nữa, kể chú nghe xem nào. Thì mẹ kể cho chú nghe, cứ tâm sự với chú là rất là ở đây là để nghe câu chuyện, chứ chú không bao giờ là phá đám. Mẹ kể tiếp theo, nó còn hứa cái gì nữa kể chú nghe. Hứa thì hứa nhiều, chả nhớ gì. Không, thì cứ khi là ấn tượng thôi, không phải ngại. Thì giọng nói nó ấm. Giọng nói nó ấm, úi trời ơi, nó ấm. Thế tối hay nói chuyện, tối có hay nói chuyện không? Có. Tối, thế mấy giờ mới đi ngủ, tối nói chuyện đến mấy giờ mới đi ngủ? 3 giờ sáng ạ. Thế chúng mày học vào lúc nào? Cùng nhau học. Cùng nhau học vào lúc nào? Học lúc đêm. Đêm chúng mày nói chuyện 3 giờ sáng, học vào lúc đéo nào? Thì cái lúc học đấy là lúc nói chuyện đấy ạ. À? Đã học lại còn nói chuyện. Thế vừa học vừa nói chuyện thì học kiểu đéo gì? Thế nó phải vào chứ. Vào cái gì vào? Ui sợ kiến thức đéo gì. Ui hôm nay anh mặc xịt nhưng mà chim anh đặt không đúng ở giữa nên anh cảm thấy hơi kiểu khó chịu. Ngày hôm nay bố mẹ anh bỗng dưng kiểu phát cực bao xịt chửi anh vì anh chấm mắm bị té con mẹ nó ra ngoài bát, nên là bố anh chửi anh cảm thấy cuộc sống này nó thật áp lực. Câu chuyện chúng mày như thế không? Thế câu chuyện như nào? Người lớn hơn cơ. À người lớn hơn, biết ngay mà. À, chú biết hồi đấy là chú bị trẻ con ấy. Bây giờ người lớn hơn, câu chuyện người lớn như nào nào? Kiểu cháu không biết làm bài. Cháu không biết làm bài rồi. Ok, người lớn thì nó chỉ cháu làm. Thế ngoài cái việc là nó chỉ cháu học bài, nó thì còn cái gì nữa nào? Tâm sự nói chuyện. Thì tâm sự chuyện gì, cứ kể đi xem nào, cứ giấu làm đeo. Kể cái câu chuyện nó đến thế này thì cứ tâm sự cho nghe xem nào. Ê, bây giờ cứ kể. Không, bây giờ cứ kể, bây giờ chú nghe, chú mới tâm tư tình cảm, chú biết, chú mới tư vấn cho. Hiểu chưa? Chú năm nay gần 30 xỉ mẹ nó rồi. Đấy, chú nói mấy câu cho tin chú không, sau này khổ lắm con ạ. Đâu bây giờ chuyện nó tâm sự chuyện gì? Ừ, mẹ chú đéo là sờ vào được mày đâu mày sợ. Nhanh lên, nói đi bây giờ. Không bị sợ ấy nhưng mà. Bây giờ kể làm sao nào? Bây giờ nó có hay hứa hẹn với là lên đấy nó học FPT thì nó sẽ làm sao để gặp cháu không? Nó không hứa kiểu mấy anh hứa xương đâu. À, thế là nó hứa những điều thiết thực. À, hứa như thế nào nào? Đúng rồi ấy. Ừ, nó hứa như nào? Đấy. Hứa là đi phải hứa cái đéo ấy. Hứa cái gì nói sao nào? Mẹ tôi bắt đầu. Đấy lên, hứa cái đéo ấy, sao nào? Nói đi. Hứa là sẽ cố gắng dài hơn. Cố gắng dài hơn là cái gì? Mạnh khỏe hơn. Thế nó bị yếu. Nó bị yếu hay là bị làm sao? Ý là thế. Ý là như là tao chưa hiểu cái ý là thế. Ý là thế là ý như nào tôi chưa hiểu. Tự dưng nó lại hứa nó khỏe mạnh hơn là thế đéo nào. Thế nó bị yếu à? Nó bị què hay là bị làm sao? Thì để nó có thể chăm sóc được cháu. Ôi trời ơi, đi cái mẹ là tao lên lại cũng tỏ cho chúng mày. Ôi trời ơi. Đi mẹ cứu tao với. Ôi trời ơi, đi mẹ. Ôi trời ơi, đi mẹ tao mất khai cho tao. Chú không, cười cháu. Không chuyện đùa đâu. Không, cười. Không, chú không cười vì chuyện nó hứa. Chú cười mấy thằng chat này hiểu không? Mấy thằng chat nó không có tình yêu như cháu này. Nó chat sầm lồn ấy hiểu không? Nó mơ mước được tình yêu như cháu ấy. Thế bây giờ là, thế là nó hứa là nó sẽ mạnh khỏe để chăm sóc cho cháu. Vâng ạ. Hiện nay thì cháu có vui với cái lời hứa đấy không? Ừ, cái lời hứa đấy không làm cháu vui nhưng mà.
cái cách quan tâm của nó. À, cách quan tâm. Thế nó quan tâm với cháu hàng ngày như nào? Là dạy cháu học vì cháu học gu này. Còn cái gì nữa? Quan tâm kiểu nhiều khi cháu giả vờ buồn ấy. Cháu giả vờ buồn luôn. Cái bài này là chú chưa biết này. Cái giả buồn như thế này, giả vờ buồn như thế nào? Kiểu hôm nay bị mẹ mắng thì... Vì... À, mình buồn vì mẹ mắng. Tại sao? Đấy, thế thì nó nói gì? Sao vậy? Giả vờ chia tay nó. À, giả vờ chia tay nó. Đấy, thế nhưng mà lúc ấy nó làm sao? Nó như thế nào với cháu? Kiểu đây nó cũng giả vờ đau khổ ấy. Nó cũng giả vờ đau khổ. Thế sao cháu lại biết là nó giả vờ đau khổ? Lỡ nó đau khổ thật thì sao? Cháu lạ gì với cái trò này? À, cháu để chú đánh giá là cháu lớn rồi đấy, cháu trưởng thành. Thế nó giả vờ đau khổ như thế nào? Nó lúc mà nó đau khổ nó chat với cháu thì làm sao? Ôi, nó nhắn tin từ một chuỗi dài. Ôi giời, nhắn tin một chuỗi dài, nó nhắn như nào? Đọc mấy cái chú nghe xem nào. Nhớ lại đọc mấy cái chú nhưng nghe. Nhưng mà giờ xa lắm cháu không kéo xuống được. Ừ, thế lúc ấy, hình dung thôi, kẻ sơ sơ đấy, nó thường nói những câu. Tóm lại kiểu là thôi, cháu không nhớ. À thế à, ok, thế được rồi. Thế nói chung là ngày đến tóm lại đến bây giờ là cháu muốn được nói gì là với bạn ấy nào? Cháu muốn xin lỗi cậu vì nhiều điều đã làm khiến cho cậu buồn, đòi chia tay nhiều nhưng mà cậu vẫn níu giữ tớ, điều ấy cảm cho tớ thấy hạnh phúc. Thế thì ví dụ bây giờ ví dụ nhá. Đây là chú đặt hoàn cảnh, ok? Để cho nó mình chuẩn bị tâm lý mà. Mình là người trưởng thành, mình phải chuẩn bị tâm lý đúng không cháu? Chú đã thi được vào trường FPT. Còn cháu đã được vào trường, cái gì nhỉ? Trường của cháu là trường cái đéo gì nhỉ? Cháu hướng tới trường Kinh tế Quốc dân. Kinh tế Quốc dân, đây là hai đứa. Vâng ạ. Sách, valo, to lên Hà Nội. Cậu à, cậu thi vào trường Kinh tế Quốc dân. Hôm nay cậu đã lên đại học chưa? Tớ đỗ rồi. Tớ đỗ rồi á. À, tớ cũng đỗ rồi. Biết rồi. Hai đội xét tuyển. Ừ, tớ cái gì xét đại khái cái con cặc xét tuyển. Ừ, tớ được. Ok, bây giờ cậu đã chạy lên Hà Nội chưa? Tớ lên rồi, đang đợi cậu đây. Úi giời ơi. Cậu có thể ra được không? Có, tớ mới đáp xe lên vali mà tớ chưa thèm mở luôn. Quần xịp quần xiếc là quần đầy đây này. Mẹ tớ mới gấp cho tớ hồi sáng, mẹ tớ cũng đéo khe. Chúng mình gặp nhau được ở đâu bây giờ? Cậu chọn địa điểm đi. Tớ chưa biết Hà Nội này, tớ lên sau cậu mấy hôm mà, tớ chưa biết lên là đi đâu cả. Cậu có biết chỗ nào hay hay để đi không? Vào Đinh Ti uống trà sữa. Tiền đéo đâu vào Đinh Ti, tớ mới lên mẹ tớ cho có mỗi 1 triệu. À, thế thì vào nhà nghỉ ngơi. Vào nhà nghỉ làm gì? Nhưng mà bạn mới vừa đáp xe xuống thì bạn ấy mệt đúng không? Ừ. Thì vào nhà nghỉ là hợp lý, tiền thì không có để đi ăn. Đúng không? Thế sao chúng mày đéo thuê nhà trọ mà? Đã... Tiền đã, tiền đã đéo có, lại còn vào nhà nghỉ. Bố mẹ ở nhà thì phải cày từng cái thì phải gọi là cái nhúm lúa là cái đi đéo gì nhỉ? Hả? Chúng mày có biết là nhà khổ cực như thế nào không? Hả? Bạn từng con trâu, con bò, con gà cho chúng mày lên đấy đại học đi nhà nghỉ à? Hả? Chúng mày có hiểu điều đấy không hả? Ở nhà xích hết cả tay chân này, nấm nem bùn đất để chúng mày lên đây đi nhà nghỉ với nhau à? Chúng mày còn ngồi, mày chết mày vừa mẹ mày bắt mày vào phòng đúng không? Tí nhá, tí tao sẽ tìm bằng được nhà, cho tao sẽ mở loa to trước cửa nhà mày luôn cái chương trình talk show này, à cho mày chết